Nó là một món ăn rất đường phố của Việt Nam, nói chung là ngon bổ rẻ. Mình rất muốn có một sự thành công ở trên đất khách quê người. Nếu mà mình stress quá thì mình sẽ hoàn toàn thất bại. Cái gì nó sẽ tới. Mình tên là Thắng, năm nay là 41 tuổi. Anh là đang là chủ quán của VN Street Food, Marrickville và Ulai Creek. Đây cũng là cái nhà hàng Việt đầu tiên anh mà. Món chiến lược của shop của anh thì là món bún chả. Thật sự ra món bún chả nó là một món ăn rất đường phố của Việt Nam, nói chung là ngon bổ rẻ. Đấy là cái bí quyết mình bán nhiều. Món bún chả là một cái món rất là dễ ăn. Thường là nó sẽ có bún. Nếu mà mùa hè thì mình sẽ để bún lạnh. Và mùa đông á, thì mình sẽ warm up cái bún lên để cho nó hơi ấm lên một chút. Rất nhiều nơi người ta làm các loại thịt khác nhau. Nhưng mình thì mình làm bằng thịt ba chỉ. Thì chỉ có khác biệt là mình chọn đúng thì lợn cái thì nó sẽ không có mùi hôi như là thịt lợn đực. Rồi sau đó thì mình thái nhỏ, cắt ra thành từng miếng, ướp với đường, tỏi, sả, nước mắm. Mình ướp đều lên và sau đó cho lên vỉ nướng. Nước mắm của mình thì là hoàn toàn không dùng đến mì chính, dùng hoàn toàn là bằng palm sugar, nên là cái độ ngọt nó sẽ không bị lợn khi mà ăn. Tức là nước mắm và thịt thì lúc nào cũng nóng, nên là khi mình nướng bún vào trong đó với rau thì nó sẽ tạo ra một cái nhiệt độ để vừa ăn và cảm giác ăn nó rất là dễ dàng. Cái thời bé mà khi anh lớn lên á, thì mọi người thường là cái lót lá chuối ở những cái mẹt, sau đó là những cái món ăn mà với bún thì nó sẽ nằm ở trong những cái mẹt. Đấy là cái văn hóa truyền thống của người Hà Nội cổ ngày xưa. Nên là anh làm như vậy là để cho những người phương Tây nhìn được cái văn hóa cổ của Việt Nam, và những người Việt Nam nhớ lại những cái thời thơ ấu của người ta, có một cái cảm giác mà nó thân thiết một chút gì đó đặc biệt với quê hương. Quán này nổi tiếng nên là mọi người cứ đồn nhau tất cả thứ rồi thì biết thôi. Nói chung là cứ đến Marrickville là ăn bún chả là cứ vào đây. Từ xa là thích ăn là cứ chạy 30 phút lên trên này ăn. Lâu rồi em chưa về Việt Nam ăn ấy, em cũng hơi nhớ cái hương vị, mà hương vị ở đây nó làm giống ở Việt Nam chị. Anh để cho khách rất là tự nhiên, đi lấy nước cũng tự lấy nước, tất cả các thứ là tự hoạt động hết. Đấy, giống như mình tạo cho người ta một cái quang cảnh đúng như kiểu là cái street food ở Việt Nam, tức là tất cả thoải mái cứ như ở nhà. I really like the environment here, how everyone's like super cozy and like very like communal. Từ ngày anh mở shop thì anh không có quảng cáo anh là anh mở cửa shop hay là như thế nào cả. Anh để ra rất là từ từ. Bắt đầu anh lấy feedback của từng người, sau đó anh cải tiến cái món ăn để theo cái khẩu vị của người ta. Đến khi nào mà người ta cảm thấy nó happy thì lúc ấy anh sẽ dừng ở cái điểm đó. Nếu mà nói về nhà hàng đầu tiên là phải rất là nhẫn. Vắng thì cũng phải cố, mà đông cũng phải cố. Ví dụ như nhiều ngày trời mưa to, bão vùng đó, cả ngày chả chỉ được có mấy cái order, mình vẫn phải mở cửa. Nhiều lúc cũng muốn đóng cửa đi về, nhưng mà cũng phải cố gắng. Bởi vì mình không phải là vì mình nữa, nhiều lúc cũng là nhân viên nữa. Cái ý chí của mình là không bao giờ được lùi hết. Đấy là cái một trong những cái điểm mà mấu chốt của thành công về làm nhà hàng. Nhà hàng làm cũng phải rất là có tâm. Tức là mình phải biết được khi mà mình đưa ra một món đồ ăn, mình đưa ra cho khách ăn thì đầu tiên mình phải hỏi mình là cái này nếu mà đưa cho mình có ăn được không? Nếu mình không ăn được thì đừng bao giờ mình đưa ra cho khách. Đồ mà chiên có bị cháy hay là có bị quá lửa hay là đổ rơi xuống đất là phải vứt đi ngay. Anh thà là khách đợi lâu nhưng mà đồ ăn nó ra nó vẫn phải đảm bảo. Coi như là khách khi người ta trả tiền cho mình thì mình phải cố gắng mình hoàn thành được đúng với cả những cái trách nhiệm của mình đối với cả khách. Đấy là cái nguyên lý của anh dạy nhân viên của anh đều là như vậy. Từ lúc đầu bắt đầu mở shop thì anh đặt ra mục tiêu rất là lớn, anh muốn mở ra một giống như là một cái franchise. Đấy là tất cả những cái gì mà nó gọi là cái mơ ước của anh. Anh đặt nặng về cái vấn đề danh tiếng. Anh muốn, thật sự là anh muốn nổi tiếng. Cái tâm hiển thị của mình nó hơi bị lớn. Mình rất muốn là có một sự thành công ở trên đất khách quê người. Khi mà mình đặt lại lợi nhuận, lời và lỗ thì lúc ấy mình sẽ có một cái cảm giác lo lắng. Ví dụ như hôm nay bán không được ở cái mức mà mình mong muốn
thì bắt đầu mình cảm giác lo, có khi về nhà ăn cơm cũng không ngon. Nhiều lúc cứ suy nghĩ miên man không biết mình phải làm cái gì, ngày mai mình phải làm như thế nào, ngày kia mình phải làm như thế nào để mà tăng cái thu nhập lên. Nhưng mà mình lo lên một cái là tự nhiên nó sẽ chuyển sang đau dạ dày ngay. Nói chung là stress là đầu mối của tất cả các loại bệnh tật. Nếu mà mình stress quá thì mình sẽ hoàn toàn thất bại. Bởi vì khi mà mình stress quá, thứ nhất là mình đi đến shop mình chả làm gì, đi vòng vòng, nhìn ai cũng khó chịu, nhìn ai cũng bực mình. Bởi vì mình là một cái người mà coi như là một người chỉ đạo, một người đầu tàu, mà mình mà stress, mình nằm ở đấy, mình không chỉ đạo được thì cũng coi như là sẽ thất bại. Đấy, nhưng mà đến từ ngày mà sau khi anh bước vào bắt đầu anh đọc pháp và anh tu luyện thì anh mới từ từ anh buông bỏ tất cả những cái tâm đó. Bởi vì cuối cùng anh ngồi anh nhìn lại, nó chả để làm gì. Nếu bây giờ mình chạy theo danh lợi thì cuối cùng mình chả có cái gì cả. Mình có tiền thì mình cũng chả hưởng, chết đi thì mình cũng có mang theo được đâu. Rất nhiều nhà hàng lúc mở cửa ra rất là đông khách, thì sau đó 3-6 tháng là tự nhiên lại đóng cửa. Đấy là bởi vì mình cắt cái nọ, cắt cái kia để mà lấy được cái lợi nhuận. Anh không đặt cái sự lời lỗ nó lên trên nữa, mà anh cố gắng là anh làm sao mà nó duy trì ở một cái trạng thái mình không bị ảnh hưởng đến vật chất. Tức là mình chỉ có không đặt nặng nó nữa, trừ những cái gì mà ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng. Còn những cái khác mà chỉ ảnh hưởng đến mình thì gần như là anh sẽ dùng chữ nhẫn để anh gạt qua hết. Nên là khi mà mình tu luyện thì tự nhiên là mình giải quyết những cái công việc này nó rất là đơn giản. Mình làm cho cái tâm của mình nó ở một cái trạng thái lúc nào cũng hài hòa nhẹ nhàng nhất. Mình không bị lo lắng hay là bất cứ một cái cảm xúc nào nó mạnh mà nó chi phối mình. Bất cứ một cái gì mình cũng để nó tùy thì tự nhiên. Coi như là mình cứ chạy theo những cái gì hiện tại mình đang có, và sau đó mình cứ từ đó mình cải tiến lên. Nói chung là mình để mọi thứ, cái gì nó tới nó tới. Mình không có một cái chiến lược gì nó gọi là đặt sẵn ở trong đầu. Tương lai muốn mở thêm shop hay là như thế nào thì cái gì nó tới nó sẽ tới.